Cái video này tôi sẽ chỉ cho các anh chị cách kiểm tra cái chất lượng của một cái ổ cứng cái máy tính hoặc là laptop chúng ta. Đối với một cái máy tính hoặc một cái laptop thì các bộ phận như là CPU hoặc là RAM cực kỳ quan trọng. Thì đó là những cái bộ phận xử lý dữ liệu. Tuy nhiên thì có một cái bộ phận mà không kém cần quan trọng, đó là cái ổ cứng. Ổ cứng là một trong những cái thiết bị lưu trữ, đồng thời nó cũng sẽ quyết định đến cái tốc độ nhanh hay chậm của cái máy tính của chúng ta. Nếu chúng ta biết sử dụng ổ cứng chất lượng tốt và tận dụng các cái ổ cứng thể RAM SSD thì tốc độ truy cập máy, tốc độ lướt nét và tốc độ chúng ta xử lý các cái dữ liệu trên máy tính bao giờ nó cũng gọn nhanh hơn là chúng ta sử dụng những cái ổ cứng thông thường. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách tìm kiếm và download một cái phần mềm để chúng ta kiểm tra cái chất lượng cái ổ cứng của chúng ta có tốt hay không. Chúng ta vào Google, chúng ta gõ cái từ khóa là disk crypto. Crystal Info. Đây là một cái phần mềm hoàn toàn miễn phí, các anh chị phải nhớ vào đúng trang nha. Crystalmark.info này. Nhớ đúng vào đúng trang web, kẻo download phải cái phần mềm lậu là mệt lắm. Đây là một cái phần mềm hoàn toàn miễn phí. Đây chúng ta sẽ click vào cái mục download nha. Các anh chị nhớ này, cái tên của nó là Crystalmark.info. Chúng ta sẽ click vào chúng ta download. Ở đây nó hiện quảng cáo, chúng ta nhớ là bấm Close chứ đừng bấm Open. Rồi ở đây nó sẽ có hiển thị nhiều cái lựa chọn thì chúng ta hãy download cái bản installer đi. Bản này standard thôi, installer phía bên trái nha các anh chị. Đâu rồi? Rồi, ok, nó đang download phía bên trái này. Mạng của tôi nó hơi chậm một chút. Cái phần mềm này nó khá là nhẹ, nó chỉ khoảng 4,5 MB thôi. Và đây là một phần mềm hoàn toàn miễn phí. Chúng ta có thể kiểm tra được cái số giờ đã chạy trên một cái ổ cứng. Cái số lần tắt mở máy cũng như là cái tình trạng của cái ổ cứng này có ok hay không. Chờ nó download xong. Tôi sẽ cài và hướng dẫn anh chị cách kiểm tra, nó cực kỳ đơn giản. Tuy nhiên đây là một cái phần mềm mà nó khá hiệu quả đối với lại những người làm kỹ thuật. Vì qua cái phần mềm này chúng ta sẽ biết được cái chất lượng ổ cứng của cái máy tính của chúng ta nó còn ok hay không. Chờ nó download, nó hơi lâu một chút. Để, gần xong rồi anh chị. Mạng của tôi hôm nay nhiều người dùng cho nên là nó hơi đơ một chút. Rồi ok, download xong rồi. Chúng ta bấm vào để chúng ta cài. Thì cái Win 10 thì thường thường khi mà chúng ta cài một cái ứng dụng thì nó hay dở hơi một cái là nó bắt chúng ta phải cài cái ứng dụng từ Microsoft. Thì tôi sẽ chỉ cho các anh chị tắt cái tính năng này đi. Tắt cái tính năng bắt buộc phải cài những cái ứng dụng ở trên cái Microsoft Store. Đây, các anh chị vào cái hộp thoại run này, chúng ta gõ cái từ app, nó sẽ chúng ta mở cái mục là SO remove program. Ở cái mục là choose where to get app thì chúng ta click vào, chúng ta chọn là anywhere, có nghĩa là chúng ta sẽ được cài đặt ở cái phần mềm và ứng dụng từ bất cứ đâu chúng ta muốn, không phụ thuộc vào cái Microsoft nữa. Anh chị lưu ý nha, đối với Win 10, Win 11 nó sẽ hơi khó chịu chỗ này này. Chúng ta lựa chọn cái mục đầu tiên đó. Rồi tôi sẽ quay lại cái mục đã download lúc nãy được phần mềm lúc nãy. Đây, giờ chúng ta cài Ubuntu là đặt chắc chắn luôn. Đây, chúng ta bấm Accept này. Rồi bấm Next tiếp này. Bấm Next tiếp này. Bấm Next tiếp này. Rồi, xong rồi đó. Giờ nó hiện ở cái bảng này, chúng ta bấm Finish. Rồi, ok. Các anh chị thấy đây nha, tôi sẽ chỉ cho các anh chị một số cái thông số cực kỳ quan trọng này.